Xin chào các bé. Hôm nay chúng mình cùng học nhận biết con vật nhé. Đố các em đây là con gì? Đây là con gì? Đây là con hà mã. Đây là con hà mã. Con hà mã. Con hà mã. Con hà mã. Hà mã có mấy chân? Hà mã có mấy chân? Hà mã có mấy chân? 4 chân. 4 chân. 4 chân. Hà mã sống ở đâu? Hà mã sống ở đâu? Hà mã sống ở đâu? Hà mã là loài sống được dưới nước và cả trên cạn. Hà mã là loài sống được dưới nước và cả trên cạn. Con hà mã này đang làm gì? Con hà mã này đang làm gì? Nó đang ăn. Nó đang ăn. Nó đang ăn. Con hà mã này có màu gì? Con hà mã này có màu gì? Màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Da hà mã rất trơn và bóng. Da hà mã rất trơn và bóng. Hà mã có thân rất nặng và có miệng rất rộng. Hà mã có thân rất nặng và có miệng rất rộng. Chúng ta học lần nữa nhé. Xin chào các bé. Hôm nay chúng mình cùng học nhận biết con vật nhé. Đố các em đây là con gì? Đây là con gì? Đây là con hà mã. Đây là con hà mã. Con hà mã. Con hà mã. Con hà mã.
Hà mã có mấy chân? Hà mã có mấy chân? Hà mã có mấy chân? Bốn chân. Bốn chân. Bốn chân. Hà mã sống ở đâu? Hà mã sống ở đâu? Hà mã sống ở đâu? Hà mã là loài sống được dưới nước và cả trên cạn. Hà mã là loài sống được dưới nước và cả trên cạn. Con hà mã này đang làm gì? Con hà mã này đang làm gì? Nó đang ăn. Nó đang ăn. Nó đang ăn. Con hà mã này có màu gì? Con hà mã này có màu gì? Màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Da hà mã rất trơn và bóng. Da hà mã rất trơn và bóng. Hà mã có thân rất nặng và có miệng rất rộng. Hà mã có thân rất nặng và có miệng rất rộng. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo để nhận video mới miễn phí nhé. Cảm ơn các em. Ha!